4 năm qua, hàng chục hộ dân sống cạnh nhà máy xử lý rác của tỉnh Bến Tre vô cùng khốn khổ vì môi trường sống bị ô nhiễm nghiêm trọng. Họ đã nhiều lần kêu cứu đến cơ quan chức năng địa phương, nhưng đến nay sự việc vẫn chưa được giải quyết. Nhà máy xử lý rác xây dựng tiếp giáp ngay tại khu dân cư. Mỗi ngày, nhà máy này tiếp nhận 120 đến 150 tấn rác. Tuy nhiên, chỉ xử lý được 40% khối lượng. Hậu quả là gần 100.000 tấn rác tồn đọng giữa khu dân cư gây ô nhiễm môi trường trên diện rộng. Nghe nói là tháng 7 đóng cửa, tôi mừng dữ lắm, mừng mà tôi tông từng ngày luôn. Tới tháng 7, hết tháng 7, rồi giờ tới tháng 9 không thấy sao hết. Công ty cổ phần xử lý rác thải Bến Tre đã nhiều lần cam kết khắc phục ô nhiễm môi trường, nhưng tất cả vẫn đâu hoàn đó. Người dân đang trông chờ sự quyết đoán xử lý mạnh tay từ chính quyền tỉnh Bến Tre để chấm dứt tình trạng ô nhiễm kéo dài. Cũng như vùng đồng bằng sông Cửu Long của nước ta, nhiều vùng canh tác ở California, bang nông nghiệp lớn nhất của nước Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng đất nhiễm mặn ngày càng gia tăng. Nguyên nhân được cho là do tình trạng xâm nhập mặn bởi hạn hán nghiêm trọng kéo dài và mực nước biển dâng, vốn là hậu quả của biến đổi khí hậu, ghi nhận của phóng viên truyền hình Việt Nam tại Mỹ. Ông Bobby Costa là một trong những nông dân đang canh tác tại vùng châu thổ thuộc miền Bắc bang California, Mỹ. Những năm gần đây, hơn 10 km vuông đất canh tác của ông phải đối mặt với tình trạng nước nhiễm mặn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản lượng. Tình trạng nước nhiễm mặn đang ngày càng tệ hơn. Mọi năm đã vậy, năm nay lại càng thách thức, nhất là với dưa chuột của chúng tôi. Hiện thì từ 14 đến 16% dưa chuột bị quắt lại, mà phần lớn là do muối, thường thì chỉ là 5%, sản lượng có thể giảm tới 25%. Tình trạng hạn hán nghiêm trọng kéo dài làm mực nước ngọt trong các sông hồ sụt giảm xuống mức thấp kỷ lục. Cùng với đó là mực nước biển dâng cao đang khiến cho nước mặn từ Thái Bình Dương xâm nhập vào hệ thống sông ngòi của bang này. Nếu không có thêm nguồn nước ngọt thì vùng châu thổ sẽ bị nhiễm mặn. Vì thế, con đập sau lưng tôi đây cho phép chúng tôi kiểm soát mức độ nhiễm mặn và bảo vệ lợi ích của cư dân đang dựa vào nguồn nước ở vùng châu thổ này. Đây là lần thứ hai con đập cao 9 mét này được xây dựng tại cửa sông San Joaquin, nhưng nó cản trở sự di chuyển trên sông. Vì thế, một nhà máy lọc muối trong nước trên đất liền đầu tiên của bang California đã được xây dựng. Chúng tôi xây dựng nhà máy mới này để khi độ mặn tăng lên, chúng tôi vẫn có thể tiếp tục lấy nước từ sông để xử lý và cung cấp cho cư dân. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây vẫn chỉ là những giải pháp ứng phó tạm thời, chưa thể giải quyết nguyên nhân sâu xa của tình trạng xâm nhập mặn gia tăng. Chính vì thế mà hồi đầu tháng này, Quốc hội bang California đã thông qua gói ngân sách 5 năm trị giá 54 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án nước sạch, chuyển đổi hệ thống phương tiện công cộng sang xe chạy điện và hướng tới mục tiêu không phát thải thêm khí carbon vào năm 2045. Đây được cho là những giải pháp quyết liệt của chính quyền bang California nhằm ứng phó với tình trạng biến đổi khí hậu vốn đang gây nên những hậu quả nghiêm trọng cho vùng sản xuất nông nghiệp lớn nhất nước Mỹ này. Lê Minh, phóng viên truyền Việt Nam tại Mỹ. Có thể thấy là với tiềm lực kinh tế thì nước Mỹ cũng đã đưa ra rất nhiều những giải pháp để làm sao mà giúp cho những vùng sản xuất nông nghiệp của họ bảo vệ thành quả lao động của người nông dân trong cái bối cảnh mà xâm nhập mặn ngày càng khốc liệt. Còn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long thì từ năm 2000, chính phủ của chúng ta cũng như là các địa phương nơi đây cũng đã đưa ra những cái bài toán làm thế nào để đảm bảo sinh kế cũng như cuộc sống của bà con tại đồng bằng sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu.